Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thế Hùng Crypto. Nếu đây là đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Meta Robux. Thì đây là một cái trò chơi LFT sử dụng cái mô hình chơi để kiếm tiền P2E và nó chạy trên nền tảng Binance Smart Chain BSC. Trò chơi tập trung vào các trận chiến robot và nhằm mục đích cung cấp các cái game thủ và người thu thập NFT để trải nghiệm giá trị thực. Ngoài mục đích giải trí thì người dùng còn có thể chơi game và đầu tư NFT vào game để kiếm thêm doanh thu. Thì tổng nguồn cung cho cái kèo AROP này là 10 tỷ cái token Robux. Và mỗi một lượt chúng ta tham gia, một người tham gia thì chúng ta sẽ nhận được 50.000 cái token Robux. Xấp xỉ 100 đô. Và mỗi một lượt giới thiệu thì chúng ta sẽ nhận được thêm 10.000 cái token Robux xấp xỉ 20 đô. Thì đây là một cái kèo ăn chắc nha các bạn. Và nó sẽ trả về ví cho chúng ta sau 7 ngày khi kết thúc cái kèo AROP. Ở đây thì sử dụng cái mạng BSC nha các bạn. Có sẵn mã contract chắc và đây là cái trang chủ của dự án thì các bạn có thể truy cập vào để chúng ta tham khảo cũng như là tìm hiểu cái chi tiết về cái thông tin dự án này nhé các bạn. Ok thì xin mời các bạn hãy đến với cái nhiệm vụ AROP để chúng ta làm nhiệm vụ. Rồi, đây là cái trang bot để chúng ta làm nhiệm vụ nhé. Các bạn bấm vào nút Start. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ như sau. Đầu tư thì đầu tiên thì chúng Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Thì ở đây thì các bạn comment vào đây nhé. Các bạn comment cái gì cũng được. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại. Chúng ta quay trở lại chúng ta join vào nhóm Telegram Channel. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ follow Twitter nha các bạn. Follow Twitter và chúng ta post lại cái bài của họ. Rồi đây là các bạn bấm theo dõi cho mình này. Ở cái bài này ghim này các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại bot. Và đây chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube của dự án. Các bạn bấm đăng ký nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Ở đây thì chúng ta đã không còn cái nhiệm vụ gì, chúng ta sẽ bấm next. Các bạn hãy nhập cái mã captcha ở trên hình bên xuống bên dưới nhé. 160 này. 743. Rồi, ở đây các bạn bấm next cho mình. Rồi các bạn bấm next tiếp. Ở đây hỏi mình đã tham gia hai nhóm này chưa? Mình tham gia rồi thì các bạn bấm next cho mình. Rồi, ở đây thì yêu cầu mình chia sẻ lại cái bài này. Ở đây thì yêu cầu mình follow Twitter và gắn thẻ ba người bạn của các bạn vào. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái Twitter và chúng ta làm cái nhiệm vụ đó. Ở đây không còn bài nữa thì các bạn bấm vào đây. Các bạn kích vào đây cho mình. Đây, các bạn làm tương tự như mọi người đã làm nhé. Thì các bạn cấp bấm vào đây. Các bạn chỉ cần tag các bạn bè của bạn vào. Các bạn thích tag bao nhiêu thì tùy nhé. Nhưng mà tối thiểu là 3 người. Mình sẽ tag 5 người cho chắc ăn. Rồi, các bạn bấm trả lời cho mình. Bây giờ thì các bạn khởi động lại cái app Twitter cho mình nhé. Các bạn bấm vào cái phần Twitter này. Sau đó thì các bạn bấm vào Avatar. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần hồ sơ. Các bạn bấm vào ba chấm đây, chúng ta bấm nút chia sẻ. Đây chúng ta sẽ sao chép cái liên kết trang cá nhân của chúng ta dán vào đây. Rồi các bạn bấm like. Ở đây yêu cầu mình gửi cái username của Twitter nhé. Thì chúng ta không cần lấy link và các bạn quay trở lại Twitter. Đây, các bạn cũng copy cái username của Twitter của các bạn ở đây, như của mình ở đây nhé. Đó, cả cái A còng. Rồi, tiếp theo thì
hỏi là mình đã do tham đăng ký kênh YouTube chưa? Đăng ký rồi thì các bạn bấm next cho mình. Ở đây thì yêu cầu mình gửi địa chỉ ví nhé các bạn. Ở đây thì nó yêu cầu mình là hạn chế dán cái địa chỉ ở trên các cái bot này nhé các bạn. Và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ được phép lấy ở trên ví Chutcoinet và MetaMask nhé. Chutcoinet hoặc là MetaMask nó chỉ định luôn một trong hai cái ví này. Thì các bạn hãy mở cái ví Chut ra, chúng ta chọn đồng BNB nhé, các bạn bấm nhận này. Sau đó các bạn bấm sao chép cái địa chỉ BSC. Đó, các bạn dán vào đây. Các bạn bấm gửi. Rồi nhiệm vụ chúng ta như vậy là đã xong nhé các bạn. Robux. Rồi mình dịch sang tiếng Việt này. Xin chúc mừng, bạn vừa hoàn thành tất cả các bước ngay sau khi chúng tôi phê duyệt. Bạn sẽ nhận được 50.000 Robux. Giới thiệu bạn bè của bạn để kiếm thêm 10.000 Robux cho mỗi lần giới thiệu, chia sẻ liên kết giới thiệu. Rồi, đó, các bạn hãy copy cái link này, các chia sẻ cho bạn bè để chúng ta nhận thêm 10.000 lý token Robux cho mỗi một người nhé. Các bạn bấm vào đây xem số dư này. Đó, số dư của mình là có 50.000 Robux sau khi làm xong cái nhiệm vụ airdrop. Rồi thì mình khi mà các bạn nếu mà các bạn không có giới thiệu thì các bạn bấm withdraw luôn, còn nếu mà mình giới thiệu nên là mình sẽ không bấm withdraw nhé, mình sẽ bấm sau cái nút này. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cái kèo airdrop nhận miễn phí 50.000 Robux, xấp xỉ 100 đô. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.